Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải hoàn thành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống chung trước 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, các em nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Năm nay, Bộ GD đội tuyển đã sớm phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị công nghệ nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống với 6 đợt và chia nhóm tỉnh, thành, dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh. Năm thứ hai áp dụng hình thức thanh toán lệ phí trực tuyến, dữ liệu từ phổ thông lên đại học đã được kết nối liên thông và tích hợp đầy đủ trên hệ thống. Cơ sở dữ liệu về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ và các dữ liệu khác đã sẵn sàng để phục vụ cho các trường xét tuyển. Với sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ tiên tiến, việc xét tuyển cũng như nộp lệ phí online năm nay đã sẵn sàng triển khai 100% các khâu từ đăng ký đến xác nhận nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở các vùng khác nhau dễ dàng đăng ký và hoàn thiện xét tuyển. Viettel Money đang là nền tảng công nghệ được ưu tiên tích hợp đồng hành cùng tuyển sinh đại học 2023. Với vị thế là ngân hàng số toàn diện, Viettel Money phối hợp cùng hệ thống điểm giao dịch Viettel trên khắp 63 tỉnh, thành hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh nạp tiền điện tử để dễ dàng thanh toán phí và hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển đại học CD. Năm nay là lần thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến. Bộ đặc biệt đề nghị các địa phương hỗ trợ học sinh về việc này, nhất là các em có điều kiện khó khăn và gia đình tại khu vực vùng sâu vùng xa gặp hạn chế về đường truyền và kết nối Internet. Với Viettel Money, thí sinh có thể đăng ký sử dụng trên mọi thiết bị di động. Thủ tục mở tài khoản và nhập, nhận mã OTP vô cùng nhanh chóng và thuận tiện.